Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ và tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch đều có trụ sở Hoa Kỳ lên án bản án 8 năm tù mà một tòa án ở Tuyên Quang tuyên cho nhà báo độc lập Lê Mạnh Hà và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông. CPJ hôm 26 tháng 10 dẫn lời ông Sean Crispin, đại diện cấp cao Đông Nam Á của tổ chức này nói trong một thông báo rằng Việt Nam phải chấm dứt việc đánh đồng báo chí độc lập với hành vi tội phạm và thả tất cả các nhà báo mà họ giam giữ một cách sai trái sau song sắt. Trước đó một ngày, tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang tuyên phạt ông Hà 8 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước theo điều 117 của Bộ luật hình sự. Nhà báo độc lập 52 tuổi này bị công an mặc thường phục ở thành phố Tuyên Quang bắt giam ngày 12 tháng 1 năm nay thì là anh Hà chỉ đi uh, đeo nêu lên quan điểm và chính kiến của mình thôi chứ còn tôi chẳng thấy anh có cái tư tưởng phản động hay là tư tưởng để chống lại nhà nước ạ. À? Bà Thơ, người được phép dự phiên tòa hôm 25 tháng 10, cho biết rằng chồng bà không nhận tội và rằng trước tòa ông đã đưa ra kiến nghị về việc bãi bỏ điều luật buộc tội ông. Truyền thông Việt Nam cho rằng ông Hà đã biên soạn đăng tải chia sẻ trên các trang mạng xã hội nhiều bài viết và video clip có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh, xúc phạm lãnh đạo đảng, nhà nước vào tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Ông Phil Robertson, phó giám đốc ban châu Á Thái Bình Dương của Human Rights Watch nói trong một tuyên bố đưa ra hôm 25 tháng 10 rằng chính phủ Việt Nam sử dụng đủ loại luật hà khắc để bịt miệng những người chỉ trích chính phủ và những người bất đồng chính kiến và rằng ông hà đã không làm gì sai khi sử dụng internet để lặp lại chỉ trích của những người khiếu kiện về quyền đất đai và những người dân khác đang phải chịu sự bất công dưới bàn tay của các quan chức chính quyền